Định giá cổ phiếu JPM, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí. Nhu cầu tiêu thụ và giá phân bón phục hồi. Cổ phiếu lưu hành 391 triệu. Vốn hóa 14.088 tỷ đồng. Thanh khoản bình quân 3,97 triệu cổ phiếu. Sở hữu nước ngoài 16,47%. Cơ cấu cổ đông: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 59,6%, Vanet Veto ETP Trust 4,51%, Techbank AG London 4,47%, Agrim Nghệ An GSC 4,07%. Căn cứ đầu tư: Sản lượng tiêu thụ ure trong nước quý 2 đạt 168.000 tấn, tăng 28% so với quý trước. Ai Cập, quốc gia xuất khẩu phân bón lớn, đã cắt giảm lượng khí dành cho sản xuất ure. Ấn Độ, thị trường nhập khẩu phân bón lớn trên thế giới, có động thái tăng nhập khẩu ure cho mùa vụ cuối năm. Tỷ suất cổ tức từ 10% đến 12% là điểm sáng, được đảm bảo nhờ sở hữu lượng tiền mặt lớn và cơ cấu tài chính lành mạnh. Kết quả kinh doanh: Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế JPM lần lượt đạt 6.972 tỷ đồng và 368 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 51% và 30% so với dự phóng của chúng tôi cho năm 2023. Dự báo kết quả kinh doanh: Chúng tôi dự phóng năm 2023, doanh thu thuần đạt 13.635 tỷ đồng, giảm 27%, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.197 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ. Tương đương EPS năm 2023 là 3.042 đồng trên cổ phiếu, PE năm 2023 là 11,8x. Dựa trên các giả định: Một là sản lượng kinh doanh ure đạt 855.000 tấn, tăng 8%. Hai là giá bán bình quân đạt 9.964 đồng 1 kg, giảm 34%. Ba là giá khí bình quân đạt 9,27 đô la Mỹ 1 MMBTU, giảm 2%. Chúng tôi dự phóng năm 2024, doanh thu thuần đạt 14.695 tỷ đồng, tăng 8%, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.433 tỷ đồng, tăng 20%. Tương đương EPS năm 2024 là 3.642 đồng trên cổ phiếu, PE năm 2024 là 9,9x. Dựa trên các giả định: Một là sản lượng kinh doanh ure đạt 864.000 tấn, tăng 1%, hai là giá bán bình quân đạt 10.462 đồng 1 kg, tăng 5%, ba là giá khí bình quân đạt 9,62 đô la Mỹ 1 MMBTU, tăng 4%. Rủi ro: Rủi ro giảm giá, sản lượng bán thấp hơn ước tính do nhu cầu phục hồi chậm và giá khí đầu vào tăng. Rủi ro tăng giá: Giá khí tại EU tăng cao khiến sản lượng ure sản xuất giảm, kéo theo giá ure thế giới tăng. Định giá: Dựa trên phương pháp định giá P/B với tỷ lệ mục tiêu bằng 1,3x, tương đương mức trung vị ngành, chúng tôi định giá đối với cổ phiếu JPM năm 2024 là 42.000 đồng trên cổ phiếu. Với vị thế đầu ngành phân bón cùng bản cân đối kế toán lành mạnh và có tỷ suất cổ tức hấp dẫn từ 10% đến 12%, chúng tôi cho rằng JPM là lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt là trong bối cảnh giá ure phục hồi như hiện tại. Cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe của các bạn. Hãy nhớ đăng ký, like, share để sớm nhận được thông tin mới nhất. Nếu có thắc mắc xin để lại lời nhắn ở phần bình luận, chúng tôi sẽ sớm giải đáp cho các bạn. Trân trọng.